Xin chào quý anh chị. Hôm nay trong loạt video này em sẽ review các loại gạo lứt hiện đang được phân phối tại hệ thống thực dưỡng Tiến Khang. Thì hiện tại thì bên thực dưỡng hiện đại Tiến Khang đang phân phối rất là nhiều loại gạo lứt chất lượng uy tín, không chỉ được phân phối ở thị trường Việt Nam mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài như thị trường Úc, thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Thì hôm nay thì trong cái video này thì em sẽ review và hướng dẫn quý anh chị cách nấu cái gạo lứt ST25. Thì gạo lứt ST25 này á đang được phân phối tại hệ thống thực dưỡng Tiến Khang của công ty gạo Ngon Nhất, có mặt tại thị trường Việt Nam vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức là mới năm ngoái thôi ạ. Và bây giờ thì cũng đã chuẩn bị để hoàn tất thủ tục để được xuất khẩu qua Mỹ. Theo công bố của công ty gạo Ngon Nhất thì gạo lứt ST25 này thì có một số cái con số mà đáng chú ý như sau. Thứ nhất là cái đây em xin đọc các cái thông số này. Hàm lượng chất béo thì nó chỉ có 0.7%, rồi không có cholesterol, trans fat, cái chất béo chuyển đổi cũng không có, và cái lượng protein đó là 8%, cái chất xơ dinh dưỡng là 2,26%, và đặc biệt là cái gạo lứt ST25 này lại có cái hàm lượng vitamin E tới 2,7%, nên là nó sẽ rất là tốt cho đặc biệt là cho chị em phụ nữ thì muốn cho cái làn da nó tươi sáng, chống lão hóa thì dùng gạo này rất là tốt nha. Rồi, thì một điểm nổi bật nữa của gạo lứt ST25 đó là ngoài cái gạo lứt ST25 thì nó là cái gạo nguyên cám, không có thuốc bảo vệ thực vật, được trồng tại Sóc Trăng, Việt Nam. Thì loại gạo này đã giành được giải thưởng gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 tại Philippines. Thì gạo này á, khác với một số loại truyền thống thì chúng ta không cần ngâm, chúng ta chỉ nấu giống như cái loại thông thường, có chất xơ trục độc cho cơ thể, thì chúng ta còn có hàm lượng vitamin E nên là giúp da của mình sáng đẹp và chống lão hóa rất là tốt cho chị em phụ nữ nhé. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị cách nấu cái gạo lứt ST25. Thì nấu gạo lứt ST25 rất là đơn giản, không giống như là cái gạo lứt truyền thống khác thì chúng ta phải ngâm trước khi nấu này. Nhưng mà gạo này thì chúng ta chỉ nấu giống như là gạo trắng thông thường. Và gạo lứt ST25 á, thì ngoài những cái đặc điểm nổi trội của gạo trắng ST thì nó còn thơm ngon hơn này, rồi mềm dẻo hơn. Đây là cái bịch gạo lứt ST25 được đóng gói với cái dung tích là 2 kg. Thì gạo lứt ST25 cũng như là các cái dòng gạo khác của công ty gạo Ngon Nhất thì đều sử dụng cái công nghệ là low oxy, nên là hút hết, tức là cái công nghệ này hút cái hết cái lượng oxy ở trong gạo, nên là gạo, mặc dù gạo hữu cơ nhưng mà nó không bị mối mọt. Thường là gạo hữu cơ các anh chị chỉ để, nếu mà để tự nhiên á thì chỉ khoảng 1 tới 3 tháng là nó sẽ dễ bị ẩm mốc và nó biết đổi chất lượng. Nhưng mà do sử dụng cái công nghệ low oxy này nên là loại gạo này để được hạn sử dụng 2 năm. Bên cạnh đó còn hút chân không nữa, nên là các anh chị cứ yên tâm về chất lượng, cũng như là mình mua về thì mình cứ thoải mái sử dụng, không lo hết hạn sử dụng đâu ạ. Bây giờ mời các anh chị cùng vào bếp em nhé. Rồi, bây giờ em cắt để em lấy gạo đi nấu cơm ạ. Khi cắt ra thì các anh chị nghe tiếng xì, bởi vì là cái bịch này đã được hút chân không đó. Cắt ra hết luôn. Đây các anh chị xem ạ, cái gạo này thì em thì cái gạo lứt ST25 này nó có cái màu trắng đục mỡ gà đó, nhìn rất là đẹp ha. Các anh chị vo gạo giống như gạo bình thường thôi ạ, mình nên vo gạo để làm
nó sạch bụi bẩn đi ha. Vậy là gạo em đã vừa vo xong. Bây giờ mình đổ nước vào ha. Thì các anh chị, gạo này mình cũng cái lượng nước mình thường thường á, thì các anh chị cái, nếu mà cái nồi nhà tùy vào cái nồi với là cái lượng gạo mà các anh chị nấu á, thì các anh chị cứ căn chỉnh cái lượng cái mực nước của gạo này, nó cũng giống như là gạo gần giống gạo trắng của mình thôi. Còn các anh chị muốn ăn dẻo hơn một chút xíu hay là khô một chút xíu thì mình có thể tinh chỉnh tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nhé. Đối với cái lượng gạo mà em lấy như hai chén như vừa rồi á, thì cái nồi này của em là 1.8 lít, thì em chỉ cần đổ một cái mực nước á, nó sẽ cắt những cái mặt gạo này khoảng gần một cái đốt tay của em thôi, khoảng 2/3 đốt tay của em. Rồi sau đó thì các anh chị chỉ cần bỏ vào nồi nấu. Thì nếu mà các anh chị, đây là cái nồi của em, là nồi cao tầng có chức năng mà nó gọi lức. Các anh chị nhìn là cái nồi nào mà có chức năng nó gọi lức thì nó có cái chữ là brown rice, nghĩa là tức là cái chức năng mà nó gọi lức. Còn đối với gạo này, nếu các anh chị không có cái nồi cơm điện cao tầng có hỗ trợ chức năng nấu gạo lứt thì các anh chị dùng cái nồi bình thường cũng được, nhưng mà các anh chị có thể bỏ thêm cho em thêm chút xíu nước nữa ha. Nhưng mà nấu cái nồi mà có chức năng gạo lứt thì cơm nó sẽ ngon, thơm ngon hơn ạ, mềm hơn ạ. Rồi các anh chị chỉ bỏ vào nồi. Rồi chị, khi nấu thì các anh chị chọn cái chức năng là nấu gạo lứt ạ. Cái dòng cái chức năng brown rice nó đỏ lên ạ, thì xong rồi các anh chị bấm cúc để nấu thôi. Thì ước lượng thì khi mình nấu gạo lứt nó khoảng là hơn 1 tiếng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi nồi cơm chín giá và coi cái thành quả của mình sẽ như thế nào. 1 hour later, tức là rời ha, rời mềm. Mình không cần ngâm nhưng mà nấu cũng rất là mềm, rất là ngon. Vậy là em đã review cái sản phẩm gạo lứt ST25 và đã hướng dẫn các anh chị nấu cơm bằng gạo lứt ST25 rồi. Rất là đơn giản đúng không các anh chị? Và chúng ta lại cũng có những cái chén cơm rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Bây giờ mời các anh chị cùng thưởng thức cùng với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.